em thắng lại chào cô bác anh chị nha. ở clip này em quay cây nhưng mà cây này không có trái mà chúng ta sẽ sử dụng lá của nó chắc phù hợp cho các anh các chú cũng như là các chị thích làm đẹp. Dạ nói đâu xa cây này ở khu vực phía bắc chúng ta gọi là cây chè mấy chú mấy bác thường uống nước chè đó còn ở khu vực miền trung tụi con gọi là cây trà thì trà thì gia đình ta biết là sử dụng lá non để mình nấu nước uống lá non này mình có thể sử dụng tươi cũng được ha hoặc là mình phơi khô sấy khô các chị có thể sử dụng lá non mình xay à, à, nhuyễn ra mình đắp làm mặt nạ tốt cho cho da mặt Đây đang có có bông tái nè bà con bông tròn ông trà chắc không sử dụng được rồi thì nhân đây em thắng cũng xin báo giá luôn cho cô bác nào yêu thích hai cây mà trong cái bịch đỏ này nè thì em bán là 700 trăm ngàn một cây em bao ship tới nhà cây này về là mình mình chỉ cần cho ra đất trồng là nó nó ra lá non là mình ăn thôi mấy cây nhỏ nhỏ này cô bác là nó đang trong cái độ tuổi lớn thì về trồng nó còn phát triển rất là nhiều còn cây bự quá nó già nó cỏi thì về thì nó hơi khó phát triển nha trong miền trong chúng ta miền Trung miền Nam đồ vẫn trồng phát triển bình thường nha. Rất là nhiều cô chú uh, mua về trồng và mình hưởng thức uh, lá để uống trà rồi. Tươi, ngon. Còn riêng năm cây này uh, bọc màu vàng vàng như thế này. Em bán là 500 000 một cây, bao ship tới nhà cho bà con luôn. Cụ thể à, em quay gần chút ha, chi tiết cho bà con. Mình thích cây nào thì mình chụp hình lại cây đó rồi em ship tới nhà cho bà con. Giá này là em bao ship tận nơi luôn Bên em là ship cây toàn quốc nha Hai cây này thì thân lớn hơn Tàn nó tròn nó đẹp hơn Thì mắc hơn 200 Đó cô bác Em lúc này em giới thiệu ngắn gọn thôi Xúc tích Chủ yếu là giới thiệu bà con ta biết thôi Cây gì Rồi cây trà xanh năm cây này lô này là 500 trăm ngàn cây ship tới nhà hai cây bọc đỏ này là 700 trăm ngàn cây cũng bao ship tới nhà cô bác yêu thương thì ủng hộ em thắng các số điện thoại trên màn hình hoặc các trang mạng xã hội